Ai rọt tràn ra ngoài trước là thua. Cho con rọt trước. Chỉ bao nhiêu nữa? Nhiều chứ nhánh, nhánh còn lè. Nhiều nhánh còn lè. Đấy là hay là có mèo đây. Đấy, này mèo nhiều, bồn nhiều đó. Ít rồi bồ. Kì. Nhiều, nhiều đấy. Chà, cùng cáo thủ ấy. Cáo thủ cũng cho bằng đánh thủ. Rồi, được ra là biết liền. Thua là 10 chân ga các bạn ạ. Chiều nay chắc chắn là mình được 10 chân ga rồi. Hú. Ra chưa? Chưa. Như gương câu lôi đấy. Đi đi bổ thua chắc này. Một chó thôi. Đừng, đừng. Chắc. Đừng. Yeah. Đó. Mô. Đi ra rồi đó. Mô. Mô. Đi ra đây này, ngồi cho con thấy này. Ra mô. Ra đấy, đấy. Ra mà mất ra. Đấy, đây này, đây này, thấy chưa? Thấy chưa? Vượt dậy không? Chưa vượt dậy nhưng mà đây, nhưng mà con đã thấy này, chạy ra đây này. Chấn gà. Thôi. Mình đi mua chân ga các bạn ạ. Tưởng là dễ ăn với con gái nhưng mà ngoan thua. Ok. Đi mua chân ga đấy nha. Nữa có mình thật. Ê, chân ga của chị đây. Trời ơi là trời. Nói chung là mới bé ngắn được bữa chân ga nhưng mình cũng được kẻ các bạn ạ. Rồi, xuống lấy bát. Thơm ngon, mời mọi người ăn nha. Mời mọi người ăn chân ga cùng với bố con mình nha. Bye bye mọi người nha.